Tối 29 tháng 4, MV There's No One At All trên kênh YouTube Sơn Tùng MTP Official đã bị ẩn. Khi truy cập vào đường link MV, người dùng nhận được dòng thông báo video không có sẵn. Người tải lên không cung cấp video này tại quốc gia của bạn. Trên fanpage chính thức của Sơn Tùng MTP, ca sĩ gửi lời xin lỗi tới công chúng vì sản phẩm mang thông điệp sống tiêu cực của mình. Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty MTP Entertainment mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì vậy, Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành MV There's No One At All. Sơn Tùng MTP cũng cho biết thêm MV There's No One At All được hoàn tất ghi hình vào tháng 1 năm nay. Tới ngày 28 tháng 4, anh phát hành sản phẩm và nhận phải làn sóng chỉ trích từ công chúng. Nói về thông điệp sống tiêu cực gây ảnh hưởng không tốt tới giới trẻ, Sơn Tùng MTP giải thích, chủ đích việc xây dựng hình ảnh này Tùng mong muốn thông qua MV có thể truyền tải thông điệp, hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn. Bên cạnh đấy, Tùng cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia rằng bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn. Trước đó, vào chiều 29 tháng 4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã có thư mời Nguyễn Thanh Tùng, biệt danh Sơn Tùng MTP, đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV There's No One At All. Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, MV gây bức xúc trong dư luận bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. Sở Thông tin và Truyền thông đã thống nhất và phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nghệ sĩ Sơn Tùng MTP tới làm việc và cung cấp thông tin.